buổi lễ ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý khách dự và bà con thân mến, qua 150 ngày thi công với tinh thần khẩn trương và an toàn, đến nay công trình cầu Hy Vọng 275, cầu Ba Gọn, ấp 4 qua ấp 2, xã Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Gáo Dòng kết hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, quý nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hy Vọng 275. Kính thưa quý vị, đến với buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu. Theo là Huỳnh Phương Dung, nhà đồng hành Quỹ Hy Vọng. Và tiếp theo là Phạm Ngọc Đức, chủ tịch CIO Runner Group. Và tiếp theo là Hiếu Văn Nghệ, admin CIO Runner Group. Và cấp huyện là có anh Võ Thành Phú, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về các cái phần hồ sơ thi công thì đầu được thi công theo hồ sơ dựa trên thiết kế của Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường của tỉnh. Nhất là tôi là đại diện cho dân, mong muốn rằng đại diện cấp ủy đảng xã cần nỗ lực thêm để phấn đấu những cái cầu khác còn đang chưa có đạt theo yêu cầu của nông thôn mới của chúng ta. Một lần nữa chân thành là cảm ơn hết sức. Cầu mang tên Hy Vọng, và chính các anh chị cũng thấy hôm nay chúng ta có những con số tương đối lớn so với là những cái thời kỳ ban đầu khi mà chúng tôi đến với lại tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay chúng tôi đã có một cái hoạt động cộng đồng ở tại trung tâm khuyết tật tỉnh Đồng Tháp, trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, và đã kết nối ở trên 50 cây cầu chúng ta triển khai. Điều đó là có nghĩa là chúng ta cũng rất quan tâm, vì là nãy giờ anh Dương đã nói rồi, thì còn nhiều nơi, nhưng mà nói nơi nhiều nơi nó như thế nào thì mình phải tìm một cái phù hợp để làm sao kết nối nó. Tiến sông à, nhậu cá luôn á. Bài toán luôn á. Luôn cả cái đường thủy này. Vâng, không? Cả đường thủy luôn đấy. Quý cách đây Ý kiến hết, nói gì thì nói thì không ý kiến, không có phản bác.